với cú hat-trick chỉ trong hiệp 1 vào lưới Vissem Hải Phòng trong trận quyết định chiếc vé vào bán kết cúp bóng đá quốc tế BKMS IDC Bình Dương năm 2011 và sau đó đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới của giải. Tân binh Udo Fortun đã có màn ra mắt hoàn hảo với khán giả sân Gò Đậu. Phong độ ấn tượng này đã khiến cho đội bóng được mệnh danh Chelsea Việt Nam quyết định ký ngay hợp đồng với tiền đạo người Nigeria có một lý lịch vô cùng ấn tượng này. Fortun cao 1m87 là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Indonesia mùa bóng 2010-2011 với 26 bàn ghi được trong 34 trận ra sân trong áo của câu lạc bộ Persiba Batun. Gần 2 tháng sau khi chính thức trở thành người đất thủ tại giải quốc tế Navibank Cup, chân sút sinh năm 1988 này tiếp tục cho thấy anh đáng đồng tiền bát gạo khi có đến 8 lần lập công cho BKMS Bình Dương. Trong đó có đến 4 bàn vùi dập đương kim áo quân V-League Hà Nội T&T. Không bất ngờ khi thần tượng của Fortun chính là tiền đạo lừng danh một thời của Manchester United, Dwight York. Người hâm mộ dễ nhận thấy nét tương đồng của Fortun với York. Cả hai đều là sát thủ có gương mặt cười, với việc luôn nở nụ cười tươi rói sau khi hạ gục thủ thành đối phương. Ba yếu tố đã làm nên thương hiệu của chân sút ngoại tân binh V-League này là sức càn lướt dũng mãnh, minh chứng thể lực sung mãn. Khả năng chấp thời cơ săn bàn trong mọi khoảnh khắc. Chơi đầu không chiến cực tốt. Trước khi Fortun đến sân Gò Đậu, hàng công Bình Dương đã có trong tay đến 6 sự lựa chọn của binh đội trưởng Philani. Chân sút Brazil, hoàng đế của cổ động viên Hải Phòng Lintro. Cụ đội trưởng U18 thể công Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Tăng Tuấn đến từ Hoàng Anh Gia Lai, tuyển thủ quốc gia Anh Đức. Và đặc biệt bản hợp đồng còn chưa ráo mực, tiền đạo 9 tỷ Nguyễn Việt Thắng. Nay thêm sự xuất hiện của Fortun, Bình Dương sẽ có một dàn công cực khủng mà tất cả các đối thủ đều phải e dè. Fortun đã ghi rất nhiều bàn thắng ở Indonesia và không lý gì không tái thể hiện được tài năng của mình ở V-League. Đặt chân đến Việt Nam không chỉ là cơ hội để Fortun kiếm vợ, lập gia đình, mà hơn hết, anh cũng sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của Fortun ở mùa bóng mới. Đó là một tay săn bàn thực thụ. Fortun sẽ là động lực để chúng tôi hoàn thành mục tiêu vô địch của mình. Tôi sẽ phấn đấu giành từng trận thắng và tôi sẽ đều đặn săn bàn. Chính sự thừa thải các tài năng trên hàng công sẽ đặt ra bài toán khó cho huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh. Làm thế nào để sử dụng ưu thế này để tạo ra sức cạnh tranh lành mạnh, trị nạn công thần Cưu Bình, vốn luôn là cơn sóng ngầm của đội bóng đại gia này. Chắc chắn mùa V-League 2012, khán giả Việt Nam sẽ còn được chứng kiến nhiều nụ cười của sát thủ đến từ giải vô địch quốc gia Indonesia này.